Chào cả nhà. Vậy là hôm nay mình tiếp tục chia sẻ đến cho các bạn về cái vụ án 10 năm về cái tội buôn bán ma túy của mình. Thì như những cái clip trước thì mình đã nói mình ở đến tháng 11 năm 2004 thì mình hết án, mình ở trại Xuyên Mộc mình về. Thì lần này mình ở với gia đình mình cũng ít ra ngoài đường cho nên mình cũng thọ cũng dai, mình được 30 tháng, gần 30 tháng mình ở ngoài. Mình về tháng 11 năm 2004 thì đến mùng 3 tháng 7 năm 2007 mình bị bắt. Thì trong cái thời gian gần tháng 7 thì tôi nói các bạn nghe là tôi có một người em ở gần xóm trước cửa nhà tôi tên là Sang Ba Hòn, sinh năm 1986. Thì là em đi dắt một người bạn em về tên là Thủ Hugo, đi về đi đâu bên Campuchia đi về, kêu là đánh đá gà bị thua mất hai cái xe, hai thằng cầm cái xe bốt, lúc đấy cái xe bốt giống xe gym, cái xe của Hàn Quốc hay sao, vì tôi không có dành về xe Honda mấy, với một thằng có cái quay độ. Hai thằng bảo bây giờ bạn gái của em sắp sửa là lấy cho em mượn một cây vàng, giờ bọn em đi mua xe Nova để bọn em đi cướp tiệm vàng, mua súng nữa, bọn em qua miên bọn em mua súng. Thế tôi bảo chứ bé tí này cướp sao được, tôi không cho đi cướp. Tôi bảo không được. Em bảo mua xe mà đi cướp thì xe ở đấy loại độc lạ, bảo mày đi người ta nhìn người ta biết liền. Thế tôi không cho đi cướp thì nó bảo giờ không có tiền để nó chuộc xe về, nói đây là mượn tạm đỡ của bạn gái nó. Thế tôi bảo được rồi, đây để tôi gửi nó lên mấy người anh tôi đang sống ở trên Gò Vấp ạ. Lúc đấy tôi gửi nó lên mấy ông anh tôi là anh Cường Vẹn với anh gì anh tháng 3 và anh Thành Tư. Lúc đấy là cho lên anh cho nó ở trên nó, cho nó ở nhờ trên Sài Gòn, nó đi làm ăn. Thì nó đi làm ăn một thời gian nó đi về. Nó về đây nó ở với tôi thì là nó cũng có tiền rồi. Thì lúc đó là tôi lấy đồ của mấy người ở ngoài Bắc vào hay cho tôi đồ mà, cho nên đồ nó nhiều lắm. Thì tôi mới đưa cho tụi nó bán. Tôi bảo là bán cái này đi mà tôi mấy người cho tôi rồi, tôi không có chơi, ngày xưa tôi ngoài Nam Định tôi nghiện. Cho tôi mấy cái đồ trắng thôi, tôi không chơi, vì ngày xưa tôi về mới về hết án, tôi chích hai lần tôi bị cấp cứu cả hai cho tôi không chơi, tôi nhiều đồ lắm. Thì tôi mới bảo bọn nó bán. Bán thì nó có tiền thì thằng Sang này nó mới đủ tiền để nó mua vàng cho lại cho bạn gái nó, để bạn gái nó chuộc về rồi. Thì bạn gái nó đi bụi với nó luôn, lúc ấy em ấy mới có 15 tuổi mấy, 16 tuổi à. Đi bụi với nó luôn, ở nhà tôi luôn, ở phòng của tôi luôn. Thì bán được một thời gian ngắn thì em Trang em có tiền em lại mua vàng cho em đó, rồi bảo em gái nó về. Rồi cả hai em này cũng mua được chuộc lại xe, mua lại xe lại, mua cái xe khác. Thì Sang nó cho tôi cái xe quay của nó, tôi nhớ là cho tôi cái xe quay của nó. Thì khi bắt đầu bọn nó chuộc được nó đủ đồ, nó bán đồ nó không bán nữa, thì Sang nó rút giò ra. Thì các con nghiện là mua của Sang là quen rồi, thì cứ đến chỗ cái phòng của tôi để mua thôi. Nhiều con nghiện thì lắm lúc tôi cũng thấy nó tội, mua không được bọn em không bán. Tôi bảo nó là thôi cứ đưa cho nó khỏi nó năn nỉ, vì ngày xưa tôi đã nghiện rồi mà, tôi thấy cái hoàn cảnh nó nghiện lắm lúc nó thiếu. Lúc đấy hình như bán một tép là 50.000 ấy, 50.000 cục to lắm, về bọn nó bán được 200.000 cục. Bọn nó nhét chặt cái ống hút, mà cái ống hút nó nhét chặt 50.000 tôi nhớ đấy. Thì tôi thấy những con nghiện nó vật vờ, nó xin nó thiếu, tôi cũng bảo thôi nó thiếu 1-2 chục tôi bảo đưa đại cho nó luôn. Vì ngày xưa mình nghiện ở ngoài Nam Định mình biết nghiện nó đau bụng, nó tiêu chảy, tội tội nghiệp tụi nó, mình thương tụi nó. Thế mình bảo em út mình đưa cho nó, thì sau lần Sang nó đã được việc của nó là nó không bán nữa. Thì nó cái số hàng nó còn nhiều, thì lúc thời gian nó đi thì có cái thằng người em tên là Tú, sau này trong mũ tôi gọi là Tú Tân á, nó về ở chung với thằng Sang, bán chung với thằng Sang. Với thằng Thủ Hugo thì không có bán, thằng Thủ Hugo chỉ có ăn với chích, thằng nó không có bán, biết gì hết, không biết gì hết, đi theo Sang Hoa Hòn thôi. Thằng Tú nó bán cho thằng Thủ, à bán cho thằng Sang, thằng Tú này nó nhiễm rồi, sau này là nó dính với tôi luôn, giờ nó mất rồi. Càng Sang nó cũng mất hàng em, nên là mất hết. Trước lúc tôi về hết án 10 năm này, hẹn lên đón tôi mà bị mất là chết rồi. Bây giờ tôi với vợ hàng tháng muốn đi thắp nhang cho hai thằng nó đấy, và lên nhà
thằng Trang thì gửi ở chùa, bọn tôi phải vào chùa, vợ chồng nó phải vào chùa thắp, còn nhang, còn thằng Tú thì tôi vợ chồng nó lên nhà thắp nhang ở trên nhà nó, có lâu lắm là 2 tháng lên, 3 tháng lên, còn không là nhớ thì tháng nào tôi cũng lên. Sau về 6 năm vợ chồng tôi duy trì như vậy đấy. Thì tôi nói các bạn nghe, thì các con nghiện nó với mua quen này, thằng Sang nó không bán thì nó đến, nó với cứ cái số điện thoại nó đến thì thằng Tú nó vẫn cứ bán đó. Thì có một hôm nó có một con nghiện đấy là đi cai chung với thằng Tú rồi thì đến mua, thì thằng này nó không bán. Thế tôi thấy nó vật vờ quá, tội nghiệp quá, nó năn nỉ quá, thằng Tú không bán. Thì bắt đầu là tôi bảo thôi đưa cho nó 2 tép đi, thì đưa cho nó 2 tép. Thế nó đi về nó bị bắt, thì nó đi về thì buổi sáng sớm mà thằng Tú thì đang ở ngoài nằm trên cái xe, nằm trên xe cho bồ nặn mặt con bé con Úc, nó có 15 16 14 15 tuổi, nặn mụn cho nó. Tôi ở trong này, tôi nó mới cầm cho tôi cái điện thoại cảm ứng to đùng, tôi không biết loại gì, tôi đang tập tành, tôi mở tôi nghe nhạc, tôi cắm cái tai nghe lên tôi nghe nhạc thì súng dí bên tai này. Thế tôi hất ra, tôi bảo giỡn gì kỳ cục vậy. Thế tiếp khẩu súng rồi tôi đang nghe nhạc tôi giật, thế bắt đầu súng dí bắt nữa, bắt đầu giật tai nghe của tôi ra, bắt đầu đọc lệnh bắt. Tôi còn cười, tôi bảo tôi có tội gì mà bắt, thế đọc lệnh bắt buôn bán trái phép chất ma túy. Thế bảo anh cứ yên tâm. Thế bắt đầu còng tay tôi lại, thì bắt đầu còng dăm Tú ở ngoài phía trước hiên nhà tôi, vào cái phòng trọ tôi vào, thì vào đấy bắt cả cái con bồ Tú đứng đó luôn. Thì bắt đầu là vào đọc khám xét tôi, thì người ta gọi mấy người công an khu vực với xóm xuống đấy, mấy người phụ nữ xuống, vì bắt tôi có cả nữ mà nhiều lắm. Lúc đấy có mấy em có 15 16 tuổi là chung mũ của tôi, thì phải nhờ những cái người giáo viên hoặc là những người hưu trí là phụ nữ sang khám xét giùm, vì mấy người phụ nữ mấy người em gái chung mũ của tôi cũng chưa đủ tuổi, trên gác con bé kia cũng đang nằm trên gác phải lên gọi xuống. Thế là bắt đầu lúc tôi nói các bạn nghe, bắt tôi rồi đọc lệnh xét tôi thì lên lục túi nhà tôi, còn nhà tôi có trong túi là còn hình như lúc đấy cái số ấy thì không có bắt được, cái số kia thì để chỗ toilet là xả đi hết, thì còn cái chỗ mà mấy cái túi vụn vụn ở trong trong túi áo thì người ta test được, khám được, bắt cái con bé trên gác đang nằm ngủ xuống 16 tuổi xuống. Thế là xuống đọc lệnh khám xét, đọc tôi thì xét được mấy tép, thì bắt đầu vào chuẩn bị, bắt đầu lập biên bản để dăm tôi đi. Thì trong cái thời gian ngồi chờ tôi đấy, tôi nói các bạn nghe là các con nghiện nhiều lắm, cứ gọi điện đến là công an, cứ cầm cái số đó công an điện hẹn giao ra, ra giao đồ, bắt hết gần 50 con nghiện đến, bắt nhiều lắm. Thế khi mà lên bắt rồi, bắt đầu mấy con nghiện khi xử phạt hành chính, các con nghiện khai thì không có đứa nào mà khai tôi bán hết. Tôi nói cho các bạn nghe, không ai khai tôi bán hết, chỉ bảo khai là ngày xưa mua của cái thằng nào theo cái số điện thoại này thôi. Thì thằng mua theo cái số này chứ còn không bao giờ nhìn thấy mặt tôi báo bán bao giờ, cho nên các con nghiện là không ai ấy. Chỉ có một cái thằng mà nó bị bắt ấy, nó chỉ tôi là tôi giao cho nó 2 lần, nó đến mua của thằng Tú mà tôi bảo đưa đó. Tôi nói cho các bạn nghe vì tôi thương hại nó, tôi mới bảo là thằng Tú trong vụ tôi đưa cho nó đấy. Thì nó mới bắt lần này lần thứ hai nó khai cho tôi, thì đọc lệnh là đưa tôi đi lên liền, đi lên trại tạm giam. Thì tôi nói là các bạn nghe, thì cái lúc đấy là huyện tôi mới tách huyện, thì tôi vào trại tạm giam ấy, thì tôi vào trại tạm giữ thì gửi tôi ở cái trại tạm giam của cái huyện tôi, nhưng mà tôi lại bị huyện khác nó bắt, vì cái con nghiện đấy là nó ở huyện khác, mà con nghiện đấy ở huyện khác nó bắt. Thế nó gửi tôi ở cái huyện của tôi, và trong cái huyện đấy là cái huyện của nó là chưa có trại tạm giam, cho nên gửi ở huyện của tôi. Thì tôi vào đấy thì tôi ở toàn dân thống nhất, ở dân trại ở huyện khác không, mà còn cái huyện tôi thì tôi chẳng biết ai. Tôi vào buổi đêm đưa tôi vào, thì tôi nói các bạn nghe, thì vào cái là gặp vào cái là bọn buồng biết thì ngoan lắm. Các bạn tôi chào hỏi chào anh em cái thì có 1 2 thằng nhận tù một lần đầu thôi, còn toàn là con so không à. Nhìn tôi né vào nhà anh đâu, vào nhà tôi đang sau đây này, thế né ra thấy là tôi ở trên luôn, tôi vào tôi lấy buồng luôn. Thế hỏi bắt đầu tôi xui tụi nó, mai mốt ra hỏi cung là
kêu lao bộ không làm việc để chống cán bộ để mà có thuốc với có tiền mà mua rượu với thuốc để hút uống. Thế ra nó cứ hỏi cung, nó kêu cán bộ điều tra là không làm việc, đau đầu. Mà tôi nói cho các bạn nghe là nếu như mà cán bộ điều tra làm việc những cái vụ án ấy, đơn giản là các ông chỉ muốn làm việc cho nó xong thôi. Mà bây giờ nó không làm việc thì bao giờ mới xong hồ sơ. Thì nó chỉ có xin mỗi cái là bây giờ mỗi lần lên làm việc là cho gia đình nhà nó đi theo với gặp theo cái diện điều tra đó, mang tiền mặt lên cho nó thì nó làm việc, hỏi cung cho nó nhanh, không là thôi. Cho nên cái buồng tôi nói các bạn nghe là tôi vào tôi xui như vậy là ra bọn nó hỏi cung là nó kêu đau bụng mới đau đầu, không làm việc hỏi cung nó cứ bảo cho gặp gia đình theo diện điều tra thì nó làm việc. Thì khi nó gặp được gia đình nó rồi có tiền vào rồi thì bắt đầu nó làm việc. Thì những cái vụ án của bọn nó dạng như là rõ ràng rồi, hiểu không, cho nên dễ làm việc thôi, nhưng mà nó không làm việc không để hoàn cung được. Đấy, tôi xui như này cho nên là vào buồng tôi là tôi lấy tiền hết, tôi bắt đầu tôi mua ra rượu với thuốc hút. Khi tôi đi tôi còn lấy được mấy trăm ngàn, tôi quấn được mấy tờ 500 tôi nhét vào trong 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 cây kem đánh răng tôi mang đi. Mà tôi nói các bạn nghe đó, thì gửi tôi một ít thì tôi lên trại giam lớn, cho lên trại giam tỉnh. Lên trại giam tỉnh là cán bộ bảo ui mẹ thằng bạch cóc này nó 4 năm tiền án rồi, cho nó vào cô nhi là nhốt nó vào cái đám cô nhi của cái án giết người không giết cướp chưa hỏi cung, đưa tôi vào cái buồng giết cướp đấy. Thì lên là tôi ở một thời gian ở cái trại tỉnh ấy, thì được một thời gian thì lúc đấy là cấp huyện chưa đủ thẩm quyền xử tôi. Khung hình phạt của tôi nó nhận là 2 khung từ 7 năm đến 15 năm, một cái khung là tội mua bán trái phép chất ma túy. Vì cái thằng kia nó khai tôi bảo bán 2 lần mà nó bảo là tôi, nó chỉ cho tôi cái thằng mua bị bắt ấy, nó chỉ tôi là nó bảo anh này anh bảo đưa 2 lần, bảo người đàn em anh đưa cho 2 lần. Thì tôi thuộc dạng là tái phạm nguy hiểm, tôi nhiều tiền án tiền sự mà, còn với tổ chức sử dụng cho bọn nhỏ kia nó chích cả trác ở đó, nó hít chích mấy đứa con gái đấy và các con nghiện đó, các con nghiện là được thả về hết. Còn mấy đứa con bé con gái cũng vậy, bị tát bị đánh đập bị tát mấy cái hỏi cung rồi đó. Bảo đẹp cái thế này em đi chơi với mấy thằng nghiện. Thế bảo nhưng mà các anh tốt lắm, các anh hay lắm, hàng của các anh tốt ngon, thế là bọn nó khoái mà. Thế là nó được về hết, bọn nó chưa đủ tuổi về hết. Có tôi với thằng Tú lúc đấy chưa đủ tuổi nhưng mà xử với tôi. Sau này nó ra cái luật nó xử 7 năm, thì khi mà sau này nó đến 2008 nó ra cái luật gì sửa đổi bổ sung trẻ dưới tuổi vị thành niên mà tội sử dụng thì nó được giảm 1 năm là 6 năm. Thì tôi nói các bạn nghe, tôi lên buồng trại giam lớn nữa đó, thì tôi mới cầm nhiều đồ, tôi thửa đồ ở dưới này, tôi thửa đồ tôi đi mà, tôi thửa đồ tôi lên buồng lớn, lên trại giam của tỉnh. Lên trại giam tỉnh nhốt tôi vào trong cô nhi đấy, thì tôi vào cái là tôi mang nhiều kem đánh răng lắm, là cam color dớp này các thứ này, nhưng mà cái tiền thì tôi nhét vào cái kem BS. Thì tôi kể cho các bạn nghe, thì tôi cầm một sấp hình của tôi chụp, tôi đi theo với một quần áo nhiều lắm, quần áo đó các thứ nhiều. Thì lên đấy thằng cái thằng sét nó bóp, nó biết là có tiền trong cái kem BS ấy. Thì nó thu hết ảnh của tôi, nó thu hết cho vào kho. Thế bắt đầu là nó xin cái cây BS, tôi bảo không, kem đánh răng tôi cho mấy cái cây kem Thái, kem cả lớp giúp ấy. Tao thích đánh kem BS. Thế nói các bạn nghe là nó mò thấy biết tiền ở trong đó rồi, thằng đấy nó khám nó cũng tinh. Thế bắt đầu là tôi biết nó vậy, tôi bảo không, cái kem BS là của tao đánh chứ tao không có cho cây kem BS, tao cho mày mấy cây kem Thái. Thì khi bắt đầu vào là tôi thấy thiếu ảnh này với quần áo này, nhiều quần áo lót với quần áo đẹp này, thì tôi mới bảo tôi xin gặp vào cái bọn cô nhi luôn. Thì tôi bảo là đá tường cho anh gặp cán bộ. Thế vừa đá tường nó xin cán bộ đến, tôi bảo tôi xin gặp cán bộ đấy. Thế tôi nói các bạn nghe, thì ra cái cán bộ bảo chứ là tôi mới móc, tôi bảo vào trong trại là tôi cắt cái cây kem đánh răng ra luôn, tôi mới lấy tiền ra tôi cho cán bộ quản giáo luôn. Tôi bảo là tôi cho cán bộ, là cán bộ cho tôi xin hết cái sấp hình của gia đình nhà tôi vào với mấy cái đồ thằng đấy nó thu ngoài kho cho tôi ấy. Thế cán bộ bảo thế tiền ở đâu anh có, bọn nó xét như vậy mà sao không có. Thế bảo chứ tôi
bốn tiền án này, cái này cái thứ năm, từ từ Bắc vào Nam xong cái số tiền này tôi không mang được, cái bảo tiền ở đâu có, bảo tiền tôi thừa của bọn lính mới ở dưới buồng dưới á, tôi đi lên á, này tôi biếu cán bộ uống cà phê, tôi không dùng nữa vì mai mốt tôi cũng đâu có thăm nuôi đâu, mà cái tiền này tôi biếu cán bộ cà phê rồi cán bộ cho tôi lấy mấy chụp hình rồi tôi vô. Thế là cán bộ đồng ý cầm cái số tiền đó, rồi lúc sau bảo cái thằng kia bảo thằng tự giác đấy cầm cái ảnh hiếc hình hiếc của tôi mang về, với quần áo của tôi, quần áo đẹp đấy có định để ngoài kho, con thửa của tôi vì cái luật của nó chỉ mang cho buồng ít thôi mà còn để gửi lưu ký hết, tôi đâu chịu. Tôi lấy vào thế nó bảo mày không cho tao cái kem bé, tao báo mày, tao báo cán bộ mày cho mày giấu tiền ở trong đó, thế bảo mày chặn rồi con chó, bố mày cho cán bộ rồi mày ra mà báo, con tức lắm, cái thằng còn tự giác nó tức cái vụ đó lắm. Thì tôi nói các bạn nghe, khi ra tòa đấy thì cái tôi giam cứu một thời gian ngắn thì tôi ra tòa, thì trên đường ra tòa tôi với bảo, tôi với thằng Tú với thằng Thái chung bộ với nhau thì đi gặp, cái lúc đấy mới gặp nhau. Thì thằng Tú bảo chứ em đã nói anh rồi, em biết cái loại này nó như thế này, em đã không bán, anh cứ bảo đưa cho nó, đưa cho nó, anh nghe em có bao giờ có chuyện gì đâu, em bán cái dạng nào là em biết, anh không nghe em. Vì trước khi nó 3 ngày trước nó đã bán, thằng Tú nó nói tôi, nó bảo tất cả là do em hết, em mua bán cái gì anh chỉ biết mình em, chỉ có một mình em biết thôi, anh đừng có nói năng cái gì hết, tham gia vô cái công việc này tôi không nghe nó đó, tôi thương người tôi mới bị bắt. Thì sau này nó bị bắt thì nó mới trách tôi, nó bảo em nói anh không nghe. Thì tôi kể cho các bạn nghe là khi mà bắt đầu là lên trên xe tôi bảo đi mẹ mày, cái tôi bảo cái thằng bị bắt đấy, tôi bảo mẹ mày nữa, mày giặt già giặt dẹo mày mua, bắt đầu là nó không bán cho mày, bố mày đã bảo nó bán cho mày, bây giờ mày đi mày khai ra bố mày lấy tiền của mày khi nào, đi mẹ mày bây giờ mày phải nói là tao không có lấy tiền của mày, mày xuống mày mua thằng Tú nó không bán, tao thương hại mày, tao kêu cho mày đưa cho mày tép mày chích cho mày chơi, rồi mày thấy tội nghiệp mày đi ra mày mua sữa cho con tao nhá, mày nói mà không khai đúng là cả cái còng số 8 là vô cái mỏ mày ngay trên đường về đấy. Thế nó nói như vậy thì tôi nói các bạn ra ngoài nó bẻ cung ra tại tòa, nó bẻ cung luôn. Thì tòa hỏi làm sao mà nó như vậy đấy, thì là nó bảo là lúc bị khai bị đánh bị ép cung nó nhận như vậy, còn thực sự là tôi nó không mua cho tôi cái gì hết, à nó không lấy tiền, à tôi không đưa tiền, nó không đưa tiền cho tôi đấy. Thế mà tôi được hủy một cái tội tổ chức sử dụng đấy các bạn, tôi nhảy tại tòa luôn, tôi nói mẹ tôi, mẹ ơi con về được rồi chắc 10 năm à, con về con gặp mẹ mọi rồi, chứ còn lúc mà tôi mới nhận cáo trạng ra thăm nuôi tôi nghĩ là về không nhìn thấy bố mẹ tôi nữa, xác định 17 năm vì có một người hai vợ chồng cặp đó trước cũng bắt trước tôi xử mấy ngày cũng như vậy, mà ít hơn tôi một tiền án mới xử 17 năm. Thì tôi nói cho các bạn nghe thì khung 7 tới 15, cứ một khung xử 8 năm, khung xử 9 năm, hai khung là hết mẹ 17 năm rồi, đơn giản thôi. Nhưng mà xử tôi một tội thì tôi nghĩ là tội mua bán này tôi bảo cao lắm là 10 năm. Thế là cho nên là tôi nhảy tại tòa nó đúng thật, đọc xong cáo trạng xử tôi 10 năm. Luận án nó xử tôi 10 năm. Thì tôi đi về, về tôi nói cho bạn nghe những cái môi trường, những cái trại tạm giam một tỉnh khét, nó không cho tụ tập ăn ba bốn ba người từ trở xuống thôi chứ không cho bốn năm người. Tôi à, tôi cho bọn nó ăn, anh em tôi cũng nói thật là ba người nhưng mà đông, chia ra làm ba nhưng đông, có mấy người lên buồng tôi không, người ta đi ấy cũng nhiễm sida, người ta đi thụ án vào buồng tôi thì ở với tôi mâm tôi hết, tôi cho mâm tôi ở mười mấy số mà tôi cứ chia ra làm ba người một, ba người một, cứ mỗi lần thằng đấy án có 6 tháng đi thụ án, mỗi lần mẹ nó lên kỳ thăm nuôi là mang tiền lên gửi tiền vào là tôi quất một con vịt quay mấy chục ổ bánh mì mà tôi mua đồ ăn, bắt đầu tôi xẻ ra cho mấy anh em tôi ăn, tôi mua đồ ăn ngon riết mà tôi tụ tập riết, mà tôi nói các bạn nghe là cán bộ cấm cho tôi ăn mua vịt quay, mua đồ căn tin không mua vịt nguyên quay nguyên con, bắt mua muốn đồ ăn ít ít tiền để tôi khỏi tụ tập băng nhóm. Tôi nói bạn nghe cái trại nó căng lắm, ngày lúc nào lúc lá nó căng lắm, mà tôi đang ngủ này mà tự dưng cán bộ vũ trang nhá gọi tôi, cho tôi thuốc lào, cho tôi hộp quẹt, tôi nói cho các bạn nghe là không ai tin. Về sau bắt đầu bọn tôi tụ tập những cái buồng chung, nó có camera nó báo như cái máy mà bọn tôi cho thuốc lào, lúc đấy bọn tôi móc xích thuốc lào được, bọn tôi mang thuốc lào vô được mua của vũ trang đó.
Thế là mua được ngũ trang thuốc lào với hộp quẹt là bọn tôi cho bùa hút khoảng 2 tháng rồi tôi mới thu đấy các bạn, mới bị trỏ đấy. Tôi xăm mình trong ở đấy ở nhà, cái buồng chung camera nó báo như cái máy báo ghê lắm, cái trại tôi ở nó báo báo chơi cán bộ ghê lắm. Mà tôi cứ cho mấy thằng em với mấy người bạn mình ấy là cứ bị nhiễm cơ hồ tụi nó không thằng nào dám báo ấy. 2 tháng sau này bắt đầu 2 tháng rưỡi sau tôi gần bị đi trường rồi, thua bọn nó xăm mình nó thua thì nó tự nhận nó xăm cho nhau đâu khai cho tôi. Nhưng mà ông cán bộ quản giáo mà lại chỉ có mày cho mày cóc, nếu mày đầu tiêu thì tôi nói các bạn nghe. Thì một thời gian ngắn thì đến tôi ở đó thì ngắn thì đến 2008 tôi lên chạy cây cày, chạy Tây Ninh cây cày, cái chuyến xe của tôi đi cũng đông ấy. Tôi nói các bạn nghe, 2008 thời điểm cái chạy cây cày nó khắc nghiệt lên thì nó nắng. Tôi từ Bắc đến Nam là tôi đi tù chưa bao giờ mà bị nắng như cái chạy Ninh Khánh đã sợ rồi, nhưng lên cái chạy Tây Ninh nắng kinh khủng. Tôi vào KA được Tây Ninh là được mấy ngày ấy, là tôi chuyển sang KB. Thì khi sang KB thì lúc đầu của cái trại Tây Ninh đấy là có một thằng cũng một tốp lính mới của cũng có một tốp lính mới của Chí Hòa cũng lên, thì đang học cũng học chung với bọn tôi là học 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 nội quy trại giam đấy. Thì tôi lên đấy thì tôi học nội quy trại giam là tôi lên tôi đang buồn án 10 năm không biết mình có bệnh tật gì không, mà đi với thằng em lên để án 10 năm thì xác định là không biết là có bệnh tật gì không, có nhiễm nhất gì không. Là cái thứ hai nữa là có về nổi không, án 10 năm nó dài quá không biết có về nổi không, là cái tư tưởng của tôi là chán rồi. Thì lôi lên thì có một người là ngày xưa ở trên Xuyên Mộc, nhà nó ở trên quận 8 á, lúc đấy nó cũng quậy phá ở trên cái trại cây cày rồi, cái K1 rồi. Thì đang ở K1 lúc đó tôi đang học nội quy ở K1 là tôi lên thì nó đã gọi tôi rồi, nói chuyện với tôi rồi, nó đưa thuốc men đưa đồ ăn cho, nó gửi đồ ăn cho tôi. Thì lúc đấy lên là tôi chưa biết ai ở cái trại cây cày hết. Tôi nói các bạn nghe, tôi lên cái trại cây cày là tôi tạo dựng một mình, tôi tạo dựng lên cho cái tên tuổi của tôi đấy ở cái trại cây cày. Tôi nhờ anh em ở các cái tỉnh thành khác, nhân dân Sài Gòn và dân Vũng Tàu nữa, với dân Tây Ninh nữa. Thì tôi kể cho các bạn nghe là khi tôi được người Sài Gòn này gọi tôi là giới thiệu tôi là ấy đấy, thì cái thằng em người Nam Định đấy là ngày xưa tôi đã lên sinh nhật với nó, nhà nó ở trên đường cái bán quán cà phê trên đường cây châm rồi, nó đi với tôi với anh Trung Chi rồi. Thì tôi lên tôi nó đi cũng nó chung vụ với mấy anh ở Chí Hòa lên rồi, với mấy anh nữa có anh Thái Sản nữa, tôi nhớ là có anh Thái Sản lúc đấy chung vụ với anh Đăng Lơ vụ cờ bạc đấy, anh Thái Sản anh hoặc anh Quang Sản đấy, anh Thái Sản này là đi lên lên đó chung vụ anh Đăng Lơ với bọn anh Lạc Bản đánh sóc đĩa sao á. Thì vụ đấy là bọn anh Đăng Lơ với vợ anh Lạc Bản là à vợ anh Đăng Lơ với vợ anh đi lo đi đút lót rồi bị xử nặng hơn chồng đấy. Thì tôi chỉ nói chuyện với anh Thái ấy, sơ qua thôi vì anh Thái Sản này tôi chỉ nghe tên chứ tôi không biết, nhưng mà tôi biết em của anh là anh Quang Sản lấy chị Thảo Trọng nhà Hà Nội ngày xưa đi trường cô nhi chung với nhau, anh hơn tôi 3 tuổi, anh sinh năm 72 hay 73, anh đi cô nhi chung với chị Thảo Trọng rồi về lấy. Ngày xưa là anh xuống nhà chị Thảo Bằng à, tôi hay ở nhà chị cho nên là học nghề chụp ảnh cho nên là tôi biết anh Quang Sản đấy. Đó là ở nhà chị Thảo Bằng với nhà con Nguyệt Bằng thì tôi biết. Thì khi mà lên mới gặp thì nói chuyện với anh là nói vụ cờ bạc anh 3 năm thì phải. Thì tôi nói chuyện với anh sơ sơ thì thằng nhỏ cái đầu tiên là không dám nhận tôi vì tôi thấy tôi nhìn quen, mà tôi vừa mới lên thì toàn dân đầu gấu anh chị nó đến nó bu nói chuyện với tôi không, vì là Ti Hô kia nó lại cũng là ở cái cây cày nó cũng được dạng anh lớn cho nên là nó đến nói chuyện với tôi. Thì em út nó bu đông thì thằng này sợ không dám hỏi. Thế về sau hôm sau ngày hôm sau nó đi sát sát nó mới hỏi, nó bảo anh có phải anh Mạnh Cóc không, bảo đúng rồi mà sao mà biết anh. Thế tôi mới nhìn tôi nhận nó bảo ô thằng Phong à,
Thế bắt đầu nó dám nhận cho tôi, thế bảo hôm qua em nhìn thấy anh mà anh đứng đông với người ta, với dân lính cũ ở đây có em ngại em không dám hỏi. Thế bắt đầu anh em nói chuyện với nhau, thì tôi ở đó là có mấy ngày là tôi chuyển sang KB. Sang KB thì tôi nói cho các bạn nghe là bắt đầu là cái hình thành là cái sự việc để tôi tạo ấn tượng và tôi tạo nét, tôi lấy số ở cái trại cây cày đấy. Tôi nói các bạn nghe là cán bộ nhìn thấy Mạnh Cóc là né hết. Thì thôi thì hôm nay clip nó dài rồi, mình xin dừng lại ở đây. Mai mình chia sẻ cho các bạn về cái sự việc bắt đầu mình tạo dựng con người của mình lúc này không còn phải là em út như cái hồi mình ở ngoài Bắc ba khóa, chỉ là vai em út để nghe các anh mà học hỏi các anh thôi. Đôi khi ngày xưa còn đi khóa thứ hai cầm buồng bị cán bộ đập hoài vì còn nhỏ còn non, đến cái khóa mà trong xuyên mộc này thì cũng biết bố láo cũng biết bật rồi, nhưng vẫn còn là vai em út, còn nhiều anh lớn hơn. Thì mình kể cả mình có nghịch cỡ nào mình vẫn phải trọng các anh lớn, vì không thể mà mình sống mình phải có cái nề nếp. Các anh có lớn, các anh có già rồi mình vẫn phải tôn trọng, mình tôn trọng anh. Cho nên là những cái vai mình khi mình gặp ở cái trại loại một đấy là mình đang còn vai em vai nhỏ. Thì khi tôi dứt cái khóa 10 năm thì này ở cái trại này rồi á, thì nó không còn là phân biệt trại loại 1, loại 2, loại 3 nữa, mà nó đồng đều ở trong trại giam, nó chia đồng đều tiền án tiền sự và các thứ, nó ở như nhau hết chứ không còn phân biệt các trại loại 1, loại 2, loại 3, cho nên là cũng dễ sống hơn, thoáng hơn. Thì cho nên là nhiều cái nó dễ để bề mình xử lý cái đầu óc theo cái sự tính toán của mình. Ngày mai mình sẽ làm clip, mình sẽ kể về ngày đầu tiên, những cái ngày đầu tiên mình bước chân lên cái trại cây cày cho các bạn nghe. Thôi, hôm nay clip nó dài rồi, mình xin chào các bạn, mình ngừng tại đây. Các bạn cảm thấy yêu mến kênh của mình thì chia sẻ cho mình để cho mình kênh mình nó phát triển. Chào các bạn. Hẹn các bạn vào video sau.